hello xin chào các bạn dành cho những bạn quan tâm đến kiếm tiền online nhưng mà chưa bắt đầu từ đâu và hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái video toàn tập để cho các bạn có thể hiểu được một cái bức tranh toàn cảnh là mmo kiếm tiền online là gì và các bạn có thể làm những cái công việc gì để có thể kiếm tiền trên internet? Và đây là một cái video kiến thức cơ bản về kiếm tiền online và mình nghĩ rằng bất cứ những bạn nào đang quan tâm đến lĩnh vực kiếm tiền online thì nên xem video này để các bạn có thể hiểu được rằng trong cái lĩnh vực này nó có rất là nhiều các công việc mà các bạn có thể làm để các bạn kiếm ra tiền. Và qua cái video này thì các bạn cũng sẽ biết được rằng cái khái niệm MMO là gì. Với lĩnh vực kiếm tiền online thì các bạn sẽ làm những cái công việc gì để có thể ra tiền? Để giúp kênh có thể phát triển hơn nữa thì các bạn hãy đừng quên ấn vào nút like và subscribe kênh để đón xem nhiều video trên kênh của Nguyên khi mà mình ra mắt video mới nhé. Cảm ơn các bạn. OK thì mình sẽ giải thích nhanh gọn nhẹ nha. MMO thì nó viết tắt của cái từ tiếng Anh đó là Make Money Online. Chữ MMO này nó có ở trong tên kênh của nguyên thì các bạn nhà, có thể hiểu được rằng mình là một người làm trong cái lĩnh vực Make Money Online, có nghĩa là kiếm tiền trên uh, internet nha. Thì đây là một cái hình thức mà các bạn sẽ sử dụng kết nối mạng internet hay là các bạn có thể hiểu đơn giản là bất cứ những cái hình thức nào mà kiếm ra tiền ở trên mạng internet thì gọi chung là MMO và hiện nay thì với cái sự bùng nổ của công nghệ internet thì MMO nó đang dần phổ biến và gần như nó là một cái nghề uh, giúp cho các bạn có thể tăng thêm được cái thu nhập không phải ít đâu mà rất nhiều nha và giúp cho các bạn sẽ có một cái công việc ổn định và tăng trưởng hơn rất là nhiều so với những công việc truyền thống trước kia thì MMO nó chưa phát triển cực mạnh thì nhiều người là coi rằng đây là một cái nghề chính hoặc một cái nghề phụ của những bạn sinh viên thôi tuy nhiên hiện nay ấy thì uh, với sự phát triển của internet thì MMO nó đang là một cái xu thế không thể thiếu được trong tương lai chúng ta Ok và cái ưu nhược điểm của MMO à, sẽ như sau. À, đầu tiên đó là khi mà các bạn làm việc online ấy, thì các bạn sẽ được tự do. Các bạn có thể làm việc ở nhà hoặc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nước nào không phân biệt và các bạn cũng chẳng cần có bằng cấp gì cả. Thứ hai là các bạn có thể à, làm việc mà không chịu áp lực cái công việc do ví dụ như cấp trên hoặc là chỉ định cho các bạn. Đó và các bạn sẽ tạo ra những cái thu nhập từ nhỏ cho đến lớn và đặc biệt duy nhất cái điều này mình rất thích này khác với những cái mô hình công ty cồng cành ấy thì với cái việc các bạn kiếm tiền online thì các bạn chỉ cần vận hành một người là các bạn cũng có thể vận hành được một cái hệ thống rất là trơn tru để các bạn hoạt động rồi Tuy nhiên thì nó đến ưu điểm thì không thể nói đến cái nhược điểm của nó Đó là uh, lĩnh vực này thì nó sẽ là dành cho những người dùng những cái thiết bị như là máy tính, uh, điện thoại Và các bạn sẽ sử dụng nó thường xuyên để các bạn làm việc Và đặc biệt với những người mà mới bắt đầu vào trong cái lĩnh vực này ấy, Thì uh, chưa có quen những cái thao tác Và uh, trong cái thời gian đầu ấy thì nó sẽ khó khăn Và các bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc và rất là nản trong thời gian đầu Khi mà các bạn chưa kiếm ra được những cái đồng tiền đầu tiên trên internet đặc biệt là với cái số tiền đầu tiên nhé các bạn kiếm được trên internet ấy, Nó rất là khó nha nhưng khi mà các bạn đã kiếm được rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy được à đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và từ đó các bạn sẽ biết cách để các bạn nhân bản nó lên rất là nhanh chóng thì mình nói thật là để mà kiếm được cái đồng tiền ở trên internet bằng công nghệ ấy, thì mình có khi mình phải mất khoảng hai ba tháng đầu mình mới có thể kiếm ra được uh, vài trăm nghìn đó tuy nhiên là từ sau cái thời gian đó là nó giống như một cái thời gian mà các bạn tăng tốc ấy đó và chính vì mà cái thời gian đầu nó không có kiếm được tiền nên là rất là nhiều bạn ấy mà xác định là bỏ sang cái lĩnh vực này để làm thì không có thu nhập thì rất là nhiều bạn không thể theo nổi được và bỏ cuộc đó và ngoài ra thì cũng có những bạn nghe đến mmo rồi nhưng mà cũng không biết là bắt đầu từ đâu không biết là làm những công việc gì không biết là học những cái gì để có thể uh, tham gia ở trong cái lĩnh vực này đó và đặc biệt là đối với những người mà có tuổi ấy, thì rất là khó để có thể tiếp cận được những cái công nghệ bởi vì nó sẽ bao gồm nhiều cái kỹ năng để các bạn kết hợp với nhau và phần thứ hai thì mình sẽ nói về yếu tố là dễ hay khó trong cái lĩnh vực mmo make money online thì các bạn cũng cần phải nhớ rằng đó là uh, khi mà các bạn muốn nhiều thì các bạn phải cố gắng nhiều không có bao giờ là ai dọn cho mình một cái bữa ăn sẵn có cả thế nên là khi mà các bạn làm bạn phải tự nỗ lực với những gì mà bạn đang có gồm có dành thời gian công sức hay là tiền bạc để có thể đầu tư cho nó để nó có những cái mục đích và kết quả lớn hơn thì đối với mình ý, mmo nó không dễ mà cũng không khó nha. bởi vì cái lĩnh vực này nó sẽ khó đối với những ai mà quen quen như là quen được bày sẵn ra quen ăn sẵn ấy và không muốn học hỏi mà lại muốn có kết quả và cũng không muốn tự tìm tòi mà cũng không muốn làm gì hết thì nó sẽ rất là khó còn trái ngược với điều này thì những ai mà chịu khó đầu tư thời gian của mình vào để học hỏi thêm nhiều cái cách thức và nhiều cái kỹ năng thì sẽ có những cái uh, kinh nghiệm và những cái kỹ năng của bản thân sẽ phát triển cho mình từng ngày từng ngày lên thì các bạn sẽ có được những cái kết quả rực rỡ ở trên con đường kiếm tiền online ok và phần thứ ba thì các bạn rất quan tâm đúng không đó là cái mức thu nhập với mmo ra sao thì các công việc mmo ấy thì nó sẽ có các mức độ khó dễ đơn giản hay là phức tạp khác nhau chính vì thế nên là cái số tiền của các bạn nhận được ấy nó cũng sẽ khác nhau thì bạn đầu tư công sức nhiều thì bạn sẽ được nhiều và ngược lại thì các bạn cũng biết rồi đúng không và trong một số hoàn cảnh thì các bạn cũng sẽ cũng phải cần đến có cả cái sự may mắn nữa để giúp các bạn có thể kiếm nhiều tơn tuy nhiên là may mắn thì nó là một phần rất là nhỏ thôi chủ yếu là cái nỗ lực của các bạn thì cái mức dao động trong cái thu nhập nó rất là lớn nha đối với những bạn mà làm ở những cái cấp độ thấp thì có thể kiếm được năm 10 đô một ngày còn những người mà ở cấp độ cao ấy thì có thể kiếm được x x x nghìn đô trên một ngày đó x nghìn đô thì các bạn biết rồi đúng không từ một này đến 10 nghìn này hoặc là nhiều hơn nữa và đến phần tiếp theo đó chính là các bạn nhận tiền như thế nào đúng không? Thì đối với bạn là các bạn thì thường là chỉ có biết đến là nhận được bằng Việt Nam đồng thôi đúng không? Tuy nhiên là các bạn khi kiếm tiền trong lĩnh vực MMO ấy, thì các bạn có thể nhận được nhiều các loại tiền khác nhau và từ đó các bạn sẽ quy đổi ra tiền Việt nha. Thì từ các cái đồng như là các bạn có thể nhận là USD hoặc Euro hay là đồng đô la Úc này hoặc đến các cái loại tiền điện tử các bạn có thể nhận được như là Perfect Money hoặc là Pay Payoneer đó rất là nhiều loại tiền khác nhau và đến bây giờ hiện tại thì cũng có rất nhiều dự án người ta trả trực tiếp bằng tiền điện tử nhé Ví dụ như là trả cho các bạn là USDT này, hoặc Bitcoin, hoặc Ethereum. Đó, thì tất cả đồng tiền gì không quan trọng các bạn nha, bởi vì hiện nay có rất là nhiều cái sàn giúp cho các bạn có thể quy đổi được uh, các cái loại tiền đó sang Việt Nam đồng bằng cách là các bạn sẽ tạo tài khoản rồi các bạn trao đổi buôn bán tại trên các sàn đó thôi. Nó sẽ giúp cho các bạn cũng có thể là bán trực tiếp về tiền Việt hoặc là thậm chí các bạn có thể Uh, có những cái dự án đấy nó sẽ cho các bạn bán bán tiền đấy các bạn rút về trực tiếp về thẻ visa hoặc là mastercard luôn nên cái vấn đề thanh toán thì nó cũng rất là đơn giản thôi không có gì khó khăn cả ok và đến cái phần thứ năm này là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền trong lĩnh vực mmo thì ở đây mình sẽ chia cho các bạn thành 5 cái cấp độ nha à, Thì ở trong cái lĩnh vực này nói thật luôn là nó rất là, là rộng ấy, Không phải là một công việc đâu mà nó trong mỗi một cái ngách này nó lại có nhiều cái công việc khác nhau Và trong mỗi cái công việc đấy nó lại có nhiều cái cách khác nhau để các bạn khai thác Nên là trong cái lĩnh vực này thì khi mà mình làm thì mình cảm thấy là nó không thể thiếu việc để mà làm à, Hiện nay nếu mà ai nói mình là đang thất nghiệp không biết làm gì Thì mình nói thật sự các bạn nên tìm hiểu ngay về MMO để các bạn bắt đầu nha ok và trong năm cái cấp độ này thì nó sẽ có cấp độ từ dễ này từ trung bình từ khó rất khó và cực kỳ khó đó và mỗi một cấp độ thì nó sẽ có những công việc khác nhau và cụ thể thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn từng cấp độ một sẽ làm những cái công việc gì nha thì các bạn sẽ hiểu được rằng à, mình sẽ phù hợp với những công cấp độ nào và các bạn có thể xem được là cái cấp độ của mình và các bạn lựa chọn và cũng như mình nói từ ban đầu đấy là cái thu nhập cao thì nó liên quan đến cái việc mà công sức cái khả năng hoặc cái ngách các bạn chọn càng khó thì càng nhiều tiền đó ok và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái level thứ nhất đó chính là level 1 đây là một cái level mà mình nhận xét nó là level easy easy nghĩa là rất là dễ làm ấy thì với cái cấp độ này các bạn sẽ không cần phải đầu tư mà các bạn chỉ cần uh, kiên nhẫn để các bạn làm thôi thì um, đầu tiên là các bạn có thể nghe thấy được cái cụm từ là pet to click đó thì đây là một cái hình thức kiếm tiền cơ bản của mmo có nghĩa là các bạn sẽ làm những công việc đơn giản như là các bạn xem quảng cáo này với một cái thời gian nhất định hoặc là các bạn bấm vào banner các bạn muốn một đợt bấm như vậy ấy thì các chủ sai họ sẽ trả cho các bạn một phần tiền để trả cho các bạn thì cái tiền này ấy là ở những cái người người ta mua quảng cáo họ sẽ trả tiền để họ quảng bá những cái sản phẩm dự án của họ thì việc của các bạn đó chỉ cần là kích vào thôi để tăng cái tương tác tăng cái lưu lượng truy cập cho trang web của họ thôi là các bạn sẽ được uh, tiền và hình thức thứ hai đó chính là gõ captcha thì đối với hình thức gõ captcha này ấy, thì đây là một cái dạng là các bạn sẽ um, gõ những cái mã ký tự ấy. thành công từ 1.000 đến 2.000 mã captcha thì đơn vị tuyển dụng họ sẽ trả tiền cho các bạn tham gia thì các bạn cần uh, tham gia vào những cái website của nước ngoài để các bạn đăng ký nhận việc và đây là những cái công việc mà các bạn sẽ dùng hình có nghĩa là các bạn sẽ dùng chủ yếu là dùng cái công sức thời gian của mình thôi đó và cái công việc thứ ba đó chính là công việc offer offer thì đây nó là một cái hình thức là những cái nhà cung cấp sản phẩm hoặc các nhà quảng cáo họ sẽ đề nghị các bạn làm một cái việc nào đó. Ví dụ như các bạn xem video này hoặc là các bạn đăng ký một cái gì đấy, nghĩa là bất kỳ một cái nhiệm vụ nào đó đó thì để uh, ví dụ như các bạn đăng ký ở trên các cái trang mạng xã hội này, các bạn dùng điện thoại các bạn đăng ký hoặc các bạn like, các bạn share hoặc là làm một những cái công việc gì nó rất là đơn giản thôi, nó không không có yếu tố phức tạp. Đó thì các bạn sẽ uh, được uh, những cái nhà thuê người ta sẽ trả tiền cho bạn Tuy nhiên những cái phần này các bạn cũng sẽ phải đăng ký qua những cái kênh hoặc những cái trang web mà có kiếm tiền online ở bữa trước mình có chia sẻ cho các bạn về những cái trang đó thì video trước của mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái hình thức là kiếm tiền online ở trên website như các bạn có thể tham gia vào những trang như là pico worker này rapid worker hoặc là tham bức đó Đây là những cái trang mà các bạn có thể làm các cái nhiệm vụ để các bạn kiếm tiền nha các bạn có thể tạo tài khoản rồi các bạn kiếm tiền ở trên nền tảng này với cái cấp độ này thì các bạn sẽ không cần phải đầu tư mà các bạn chỉ cần kiên nhẫn và chăm chỉ. Tuy nhiên thì đối với những cái công việc nào mà nó không cần dùng chất xám thì các bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu. À, nhiều thì các bạn kiếm được 5 đến 10 đô một ngày à, hoặc là mình nghĩ là cũng chỉ khoảng được dưới 500 000 một ngày thôi. Ok và đến cái level thứ hai đó là level medium thì đây là một cái level ở cấp độ trung bình. Tuy nhiên là các bạn cần phải có đầu tư một ít vốn để các bạn có thể mua cái công cụ để các bạn có thể tham gia công việc. Rồi thì ở trong cái cấp độ này thì mình sẽ chọn lọc ra được bốn cái 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 hình thức mà các bạn làm nhé Đầu tiên ấy, là các bạn sẽ làm affiliate marketing Affiliate marketing thì nó là cái hình thức bán hàng Tuy nhiên là không phải bán hàng cho mình mà bán hàng cho người khác để các bạn lấy hoa hồng Đó thì đây là các bạn có thể hiểu đơn giản nhất là như vậy Đó hình thức thứ hai là hình thức dropshipping Thì đây là cái hình thức bán hàng mà bỏ qua cái khâu vận chuyển Các bạn có thể hiểu đơn giản là như này Ví dụ như bây giờ nhé thay vì mà các bạn phải nhập hàng về để các bạn bán thì các bạn sẽ đăng bán một cái sản phẩm của một cái đơn vị uh, nào đó, đó thì khi mà các bạn có những cái đơn hàng, các bạn nhận được những cái đơn hàng của khách hàng đặt thì các bạn sẽ gửi lại cái thông tin đơn đặt hàng đó cho cái bên nhà sản xuất, nhà nhà cung cấp, đấy. họ sẽ trực tiếp họ giao cho khách hàng luôn, mà các bạn sẽ không cần phải là giao nhận nữa. thì đối với phương thức này thì các bạn không cần phải kho hàng hoặc là các bạn không cần có hàng hóa trong kho, không cần quan tâm đến khâu vận chuyển. thì đó thì các bạn có thể hiểu là mua một nơi giá thấp và các bạn bán nó ở một nơi giá cao hơn để kiếm cái khoản lợi nhuận tranh lệch. và hình thức thứ ba là hình thức uh, mining hay còn gọi là đào coi đào coi đây là một cái quy trình mà các bạn sẽ dùng các cái công nghệ như là điện thoại hoặc là máy tính để các bạn khai thác trên máy tính của mình để nhận được lại những đứa đồng coi đó thì đối với khai thác hiện nay thì trước kia thì với công nghệ cũ thì các bạn cần phải mua máy móc để các bạn tham gia tuy nhiên với cái nền tảng mới thì các bạn chỉ cần có thiết bị thôi là các bạn liệu thiết bị này điện thoại hay là máy tính là các bạn cũng có thể khai thác được rồi không cần phải đầu tư quá nhiều đó, và cái hình thức thứ tư đó chính là Airdrop and Bo thì đây là cái hình thức mà các bạn sẽ được nhận những cái đồng coi miễn phí ở trên các sàn à, khi mà họ ra những cái dự án mới ấy, thì với hình thức này thì các bạn cũng không cần bỏ vốn nhá các bạn chỉ cần làm những nhiệm vụ để các bạn tham gia thôi. Tuy nhiên thì với Airdrop and bounty mình không xếp nó ở level thứ nhất bởi vì uh, đầu tiên là các bạn cũng phải, cần phải có kỹ năng để các bạn sử dụng được các cái ví này. Đó, các bạn biết dùng các cái mạng xã hội này. Đó thì mình đặt nó ở cái mức độ trung bình để các bạn có thể tham gia. Tuy là kinh thức Airdrop này không mất vốn nha, nhưng mà các bạn cũng cần phải uh, nghiên cứu các bạn biết cách tạo ví, các bạn biết cách làm các cái nhiệm vụ để các bạn có thể nhận được những cái đồng arop, uh, những cái quà đồng coi tặng quà của các dự án. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái cấp độ 3 Thì với cái cấp độ 3 này thì mình đánh giá nó là cấp độ khó Đây là cái cấp độ mà các bạn sẽ phải đầu tư chất xám và vốn để các bạn có thể tham gia trong cái cấp độ này thì nó cũng có nhiều cái ngách để các bạn khai thác nhé Các bạn có thể trở thành freelancer hay còn gọi là người làm việc tự do online tại nhà ấy. Các bạn có thể nhận các công việc như là viết lách, dịch thuật này, hay là lập trình, thiết kế web hay là chỉnh sửa edit video vân vân, rất là nhiều các công việc nha. Thì các bạn chỉ cần lên cái trang là Upwork này hoặc là cái trang Fiverr này. Thì đây là những cái trang mà họ có tuyển những cái lao động có kỹ năng để họ nhận những cái dự án Ví dụ như họ cần các bạn thuê các bạn để các bạn dịch thuật một cái đoạn văn nào đó sang tiếng này tiếng kia Hoặc là thuê các bạn thiết kế, chỉnh sửa edit cái này cái kia Thì có rất là nhiều Thì các bạn cũng có thể lên đây để các bạn tìm Đây mình sẽ mở cái trang này cho các bạn xem nhé thì người có nhu cầu tuyển dụng họ cũng sẽ lên đây họ đăng bài tuyển và người có nhu cầu uh, up cái hồ sơ của mình lên thì họ cũng lên đây. Đấy với trong cái ngành này thì các bạn có thể tìm rất là nhiều các công việc này như là web design này, WordPress, logo design này. Ở trên này ấy, thì nó thường là những cái công việc mà liên quan đến uh, các bạn mà cũng có những cái kỹ năng cơ bản như là các bạn có thể dịch thuật này, các bạn có thể thiết kế này. Đó thì thường là làm ở trên này hoặc các bạn có thể viết những cái bài viết content, thiết kế logo. Đấy rất là nhiều công việc nhá, các bạn có thể tìm kiếm ở đây. Đó để các bạn biết được là trên này họ có những cái lĩnh vực gì nên các bạn có thể xem ở đây mà khá nhiều luôn. Đó thì đây là một trong những cái nền tảng mà các bạn có thể làm freelancer nha. Ok và sau cái freelancer ấy thì là cái cách mà các bạn sẽ kiếm tiền từ mạng xã hội. Thì đối với hiện nay ấy, thì cái nền tảng nội dung ấy nó rất là phổ biến. Ví dụ như là video, các bạn có thể dùng những cái kiến thức của mình để các bạn phát triển ở trên YouTube. Uh, Facebook, TikTok, Instagram để các bạn phát triển những cái content hay, các bạn thu hút uh, những cái người xem để các bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo này, các bạn kiếm tiền được từ thương, từ thương hiệu cá nhân của bạn hoặc là các bạn có thể làm affiliate bán hàng đó. Và đây là một cái ngành cực kỳ hot nha, kiếm tiền trên mạng xã hội bởi vì cái nền tảng này có rất là nhiều khán giả, các bạn có thể tận dụng ở những cái kiến thức của mình, các bạn xây ra những cái nội dung hấp dẫn để thu hút khán giả để các bạn có thể kinh doanh online ở trên cái nền tảng mạng xã hội này. Và đến cái cấp độ thứ ba này ấy, thì còn có cả cái mảng đó là kinh doanh online. Thì các bạn có thể bán sản phẩm của các bạn này, sản phẩm hữu hình như là mỹ phẩm thời trang hoặc bất kỳ những cái sản phẩm gì mà gọi là sản phẩm cầm nắm được ấy, là gọi là sản phẩm hữu hình. Hoặc là các bạn có thể bán sản phẩm số như là những cái phần mềm hoặc những cái khóa học online. Đó, ngoài ra thì khi mà các bạn có cái kỹ năng cao hơn thì các bạn có thể bán những cái dịch vụ tư vấn, coaching. Đó. Thì ở cái cấp độ này thì các bạn cần phải đầu tư chất xám và vốn nha thì với những cái cách trên ấy, thì các bạn cũng có thể có rất là nhiều cái, cái hình thức để các bạn khai thác ví dụ trên youtube thì các bạn có thể trở thành đối tác của youtube này sau đó các bạn sẽ được tiền quảng cáo à, hoặc là các bạn có thể tham gia vào mạng lưới kinh doanh bán hàng quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng để các bạn có thể nhận được những cái phần thưởng từ những thành viên còn ở trên facebook tiktok các mạng xã hội thì các bạn cũng có thể làm tiếp thị liên kết này đó các bạn quảng cáo sản phẩm hay bán hàng à, và thậm chí các bạn có thể bán những cái tài khoản trên mạng xã hội luôn kiếm tiền ở trên mạng xã hội thì nó sẽ hơi khó tuy nhiên là chắc chắn là các bạn có thể làm được nếu các bạn tập trung và nếu mà khả năng làm nội dung của bạn tốt thì vấn đề kiếm tiền bằng mạng xã hội thì cực kỳ khả thi luôn nha ok thì đến cái cấp độ thứ ba này rồi mình đã nói qua rồi đến cái cấp độ tiếp theo đó tức là cấp độ thứ tư đây là một cái cấp độ là very hard nghĩa là rất khó nha đây là một cái hình thức đầu tư và khi mà các bạn tham gia đầu tư ấy, thì các bạn cần phải có kiến thức về cái lĩnh vực và các bạn cần phải biết quản trị rủi ro khi mà các bạn tham gia trong cái lĩnh vực đầu tư này À, thì các bạn có thể tham gia vào thị trường forex forex là thị trường mà nơi mà tiền tệ quốc gia hay là vàng dầu mỏ được phép giao dịch ở trên internet thì thị trường forex nó là một thị trường rất là lớn và có cái tính thanh khoản cao thị trường forex nó là một cái mạng lưới liên kết của các ngân hàng các nhà môi giới và các cái tổ chức cá nhân với nhau và lợi nhuận kiếm được từ forex nó chính là cái lợi nhuận mà được tạo ra từ cái sự tranh lệch giá giữa các cái giao dịch của bạn thì đối với những bạn nào mà ở cái cấp độ đầu tư rồi thì các bạn có thể kiếm tiền từ những cái cách này À, thứ hai là các bạn có thể tham gia vào ngách về cổ phiếu cổ phiếu thì nó là hay còn gọi là vốn sở hữu ấy thì nó sẽ đại diện uh, cái quyền sở hữu của các bạn ở một phần nhỏ ở trong công ty nghĩa là các bạn sẽ có cái cổ phần ở trong công ty đó thì các bạn sẽ được chia nếu công ty có lợi nhuận còn nếu như mà công ty đó thua lỗ mất thì các bạn cũng sẽ bị lỗ và anh thức thứ ba đó chính là Uh, crypto currency đây là một cái um, nói crypto currency khó hiểu đúng không? đơn giản các bạn là đó là đầu tư coi đó thì cái khái niệm mà chơi coi hay đầu tư coi thì nó đã xuất hiện rất là lâu rồi nó cũng tương tự cái cách hoạt động như là forex và uh, thị trường cổ phiếu tuy nhiên là ở trong cái thị trường tiền điện tử ấy, thì nó cũng sẽ có nhiều cái biên động lớn hơn và mỗi một cái người giao dịch họ cũng sẽ có những cái cách giao dịch riêng và các bạn cần phải bỏ thời gian nghiên cứu một cách rất là tỉ mỉ cẩn thận và nó còn cần nhiều cái kỹ năng để các bạn tham gia trong lĩnh vực này vì nó còn liên quan yếu tố thứ nhất là quản lý về vốn này quản lý về cảm xúc quản lý về rủi ro có thể gặp phải và rất là nhiều yếu tố thì ở cái cấp độ này mình nhận định đó là một cấp độ rất là khó tuy nhiên đây chưa phải là cái cấp độ khó nhất nha tiếp theo cái level năm này nó là một cái cấp độ cực khó luôn và đây là một cái cấp độ mà mình còn gọi là đầu tư mạo hiểm rủi ro cực kỳ cao và cái tỷ lệ thua lỗ lên đến 90% đó tuy nhiên là tại sao cái cấp độ này vẫn có người chơi đúng không bởi vì cái gì mà nó có rủi ro cao ấy thì nó sẽ có những cái lợi nhuận cực kỳ cao và thực tế nó là không giới hạn về lợi nhuận luôn. Đó thì ở đây mình sẽ nói về những cái ngách mà về đầu tư mạo hiểm thì các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên đó chính là cái ngách mà đầu tư à, đầu tư chương trình siêu lợi nhuận hay còn gọi là hip ấy. HIP viết tắt từ hai này, Yes Investment Program có nghĩa là đầu tư những cái chương trình có lợi nhuận cao. Thì thực tế là đây là những cái trang web mà các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn gửi tiền vào các bạn sẽ có được cái lợi nhuận lãi suất trong cái thời gian rất ngắn. Và hầu hết thì những cái chương trình HIP này thì đều là các cái dự án Ponzi. Đó là họ sẽ thanh toán cho những nhà đầu tư cũ bằng cách là tiền của nhà đầu tư mới người ta nạp vào và khi mà dự án họ không còn cái nguồn tiền nữa thì dự án nó sẽ lừa đảo, nó sẽ chấm dứt hoạt động đó và đây là những cái chương trình những bạn mới tốt nhất là không nên tham gia trong cái thị trường thì nó vẫn sẽ có người kiếm tiền nhưng mà các bạn thấy đấy tỷ lệ thua lỗ lên đến 90% phần thế thì chỉ có 10% phần trăm kiếm tiền thôi nếu mà các bạn không có kinh nghiệm mà các bạn nhảy vào là chết luôn đấy ok và tiếp theo đó chính là uh, game Bling và game thì đây là một cái dạng cờ bạc mạo hiểm thì ở trong cái lĩnh vực này ấy, thì các bạn có thể là dùng để các bạn chơi những cái môn về game cá cược này ở trên các nền tảng internet ví dụ các bạn chơi baccarat này hoặc là các bạn chơi những cái trò chơi tóm lại là nó là vấn đề về casino ấy thì đây nó là một cái hình thức đánh bạc online thôi. Và các bạn biết rồi, chỉ có những cái tỷ lệ hiếm hoi những cái người có thể làm giàu từ đánh bài, còn lại thì không. Vì vậy thì với cái hình thức này thì mình cũng khuyên các bạn là nên tránh xa. Cái người thua ở trong cái cấp độ này rất là nhiều người thắng thì cực kỳ ít luôn. Ok và tiếp theo là một cái ngách nữa đó chính là các bạn có thể khai thác đám mây hay còn gọi là cloud mining. Thì uh, có rất là nhiều cái loại tiền mã hóa các bạn có thể khai thác như là Bitcoin, ETH này, Bitcoin Cash hoặc Litecoin thì các bạn sẽ thông qua những cái công ty um, để các bạn mụ đầu tư cái trang thiết bị cho họ đó để các bạn khai thác những cái đồng coi và các bạn hưởng lãi. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý này, đối với cái hình thức này nó cũng tương tự với hình thức hít ấy. Đối với những cái trang web mà khai thác đám bay ấy, thì sẽ yêu cầu người chơi um, đầu tư với số tiền và đưa ra được cái lợi nhuận là các bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng đó. bằng cách là um, họ đưa ra cái tỷ lệ phần trăm rất là cao và nhiều cái chủ sai họ cũng lợi dụng vào cái hình thức này để họ tạo ra những cái dự án scam. Đó, họ đưa ra những cái lợi nhuận rất là cao Tuy nhiên họ chỉ có tạo ra để thu hút cái dòng tiền vào rồi họ scam luôn Và thêm một cái mảng nữa đó chính là mảng Binary Option Hay còn gọi là giao dịch quyền chọn nhị phân Hay là cụ thể gọi là BO đi Các bạn nghe cái từ BO thì các bạn sẽ sẽ, sẽ dễ hình dung hơn đúng không Thì đây là cái hình thức dạng như kiểu là các bạn chọn đỏ hay đen, đỏ hay đen Tăng hay giảm, tăng hay giảm Bao nhiêu người, rất là nhiều người mất tiền về cái hình thức này rồi Rất là nhiều các bạn làm hệ thống họ tận dụng cái hình thức này để họ kiếm tiền hoa hồng từ hệ thống của họ tuy nhiên là đa phần là chỉ có những người làm hệ thống mới có thể kiếm tiền ở trong cái ngách này thôi còn những cái người chơi ấy những người chơi đơn thuần thì chỉ có mất tiền thôi cái cấp độ 5 này là một cái cấp độ cực kỳ khó và mạo hiểm tuy nhiên là một cái sự thật rất là phũ phàng đó chính là những cái người tham gia ở cấp độ 5 này toàn là những người mới các bạn tưởng là dễ nhưng mà không dễ một chút nào đâu đó cực kỳ là khó luôn thì mỗi cái cấp độ này thì sẽ yêu cầu các bạn sẽ có những cái kỹ năng nhất định. Rất là nhiều bạn đang mới bắt đầu kiếm tiền online, có nghĩa là với những cái tư duy của các bạn ấy thì chỉ ở cái mức độ là level 1 thôi. Nghĩa là chỉ có thể thao tác ở những cái công việc mà chưa cần phải là tư duy quá nhiều. Tuy nhiên là khi mà mới bước chân vào ấy lại không theo từng cái cấp độ 1 mà các bạn ấy đi luôn lên những cái cấp độ rất là khó này. Khi mà những cái kiến thức những cái tư duy của các bạn ở một cái trình độ cấp 1 mà các bạn lại đầu tư ở cái cấp độ năm thì chắc chắn là cái việc các bạn thuộc lỗ nó là lên đến hơn 90% đó và mình biết được là có rất là nhiều bạn cũng như vậy bởi vì khi mà ở đến cấp độ này các bạn còn không qua được những cái level mà các bạn phải bỏ ra chất xám để các bạn phân tích dự án này hoặc các bạn chưa có cái kiến thức để các bạn quản lý rủi ro phân bổ vốn. Đó. Vì thế nên là trong cái thị trường này ấy, thì nên các bạn hãy lựa chọn ra cái cấp độ nào phù hợp với bản thân mình nhất và đối với những cấp độ 1 này thì là sẽ dành cho những người mà bỏ thời gian nhưng mà không cần phải bỏ trí tuệ quá nhiều. đó Tuy nhiên cấp độ này thì chỉ có dành cho những ai mà mới bước chân vào trong cái lĩnh vực này để làm quen thị trường thôi Chứ còn khi mà các bạn đã vào một thời gian đầu thì không ai làm ở cái cấp độ này cả bởi vì nó không kiếm được bao nhiêu tiền hết cả đó còn đối với cấp độ thứ hai thì đa phần là những cái bạn mà mới bước chân vào và cũng có một cái chút về cái kiến thức vì những cái thao tác sử dụng máy tính rồi thì các bạn cũng có thể bắt đầu ở cái cấp độ thứ hai này với các công việc như là affiliate này hoặc là tham gia những cái chương trình erop này bounty hoặc drop shipping thì những cái cách này nó rất là an toàn và các bạn cũng không cần phải bỏ quá nhiều vốn. Rồi còn lên đến những cấp độ cao hơn nữa thì các bạn cũng sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để các bạn có những cái kiến thức cơ bản rồi. Đó thì mình khi mà mình có những cái nền kiến thức nền tảng rồi thì các bạn có thể nâng dần cái cấp độ của mình lên. Ở cái cấp độ thứ hai này và đến cái cấp độ thứ ba thì hai cái cấp độ này là hai cái cấp độ phổ biến nhất và hầu như mọi người đa phần là sẽ kiếm tiền bằng hai cái cấp độ này thì các bạn nếu như mà thực sự là muốn quan tâm muốn bắt đầu để có thể học tập những cái kiến thức kỹ năng thì các bạn cũng có thể là uh, truy cập vào cái đường link ở phần mô tả video, mình sẽ để cho các bạn một cái uh, form để các bạn điền thông tin. Thì trong cái form này thì mình sẽ có chi tiết cho các bạn về những cái thông tin mà những cái video sắp tới mà mình sẽ làm hoặc là những cái dự án sắp tới mà mình sẽ làm. Và nếu như mà các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn cũng có thể join và tham gia để các bạn có thể bắt đầu học kiến thức kỹ năng để có thể bắt đầu kinh doanh và xây dựng hệ thống ở trên internet. Ok và cái video này mục đích của mình là sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái cách các bạn có thể kiếm được tiền ở trong cái lĩnh vực make money online hay còn gọi là MMO. Đó và MMO thì nó rất là rộng các bạn nhá. Thì khi mà mình chia sẻ cái video này thì giúp cho các bạn sẽ hiểu được một cái bức tranh tổng quan của thị trường nó sẽ có những cấp độ khác nhau. Thế nên tại sao có những người bảo MMO chỉ kiếm được 5 10 đô là như vậy, hoặc có những người người ta có thể kiếm được vài nghìn đô một ngày là bình thường. Thì chỉ cần mà các bạn à, kiên trì, các bạn bỏ thời gian, các bạn nâng cao cái kiến, kỹ, kỹ năng và kiến thức của mình thì chắc chắn là thị trường này là một cái thị trường cực kỳ màu mỡ để các bạn có thể khai thác được. Ok và hy vọng rằng những cái chia sẻ trong video này của mình sẽ hữu ích với các bạn, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu tìm hiểu thị trường kiếm tiền online, muốn tìm một cái công việc mới à, tự do hơn, thoải mái hơn và có thể tăng được cái thu nhập của mình trong tương lai, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn tìm hiểu để các bạn có thể bắt đầu và hãy yên tâm là trong cái hành trình kiếm tiền online của các bạn thì mình sẽ luôn đồng hành cùng các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy đừng quên like và subscribe kênh của mình để các bạn có thể nhận thêm thông tin về những cái video hướng dẫn kiếm tiền online trên Internet nhé. Và sắp tới mình sẽ ra rất là nhiều cái video hay thực tế và các bạn có thể áp dụng được đấy. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.